Hello mọi người, mình là Cường EiT đây. Hôm nay mình xin hướng dẫn bài về cách làm video cái intro robot trên phần mềm ProShow. Ở đây mình có cái intro như thế này này. Rồi. Thì đây là cái logo mà từ cái thời năm 2016 lâu rồi, giờ logo mình đổi rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái phần mềm và những cái mà cách tải và chỉnh sửa lại cái intro này. Thì đầu tiên chúng ta cần phải có cái phần mềm Photoshop ha. Các bạn tải nó về, các bạn lên YouTube á. Cái ô search này các bạn gõ Photoshop. Cái này chỉ còn bản C6 thôi. Mình đề nghị các bạn xài bản C6 thôi. Nó nhẹ. Cường EiT. Rồi. Nó search ra. Thêm chữ download đi. Download. Đâu ta? Ở đây, đây cái link này, các bạn tìm link này, bạn click vào nha. Rồi nó dưới bên dưới clip này, các bạn click vào cái link đầu tiên luôn á, click vào, chờ tải nó về thôi. Ở đây nó có, đây là cái link quảng cáo, mình cũng là con người, còn kiếm chút ít nữa. Không thể nào hít khí trời được. Rồi các bạn click vào, hoặc là các bạn click quảng cáo ủng hộ mình cũng được. Click vào skip ad. Các bạn nhớ tắt cái phần mềm mà chọn quảng cáo nha, không thôi nó tải không được đâu. Rồi bạn click vào đây, click this link. Ở đây nó sẽ cho lâu với ta. Rồi ở đây các bạn chỉ cần quan tâm cái Photoshop cuối cùng thôi, C6 thôi đó, không muốn còn quan tâm cái CC gì đâu đó. Tải nó về, click nó về, rồi nhấn download đó. Download cái lúc này rồi tải về thôi. Tải về thì cứ nhấn, các bạn click vào file, các bạn click double vào, chỉ vào file, nhấn và enter, rồi cứ nó hiện cái gì nhưng cứ nhấn next 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 hết, rồi finish cho mình là tự động cái ở ngoài màn hình nó sẽ hiện cái Photoshop, cái hình mà biểu tượng thằng Satoshi á. Tại cái Photoshop này mình làm hồi xưa cũng lâu rồi, cái thời đó còn coi Pokemon á, còn trẻ trâu. Rồi tương tự cái phần tiếp theo chúng ta sẽ còn cái phần mềm thứ hai, đó là cái ProShow. Đây là cái phần mềm chính luôn nha, ProShow. Ở đây mình sẽ dùng cái phiên bản chính, đề nghị các bạn, khuyên các bạn dùng cái phiên bản chính luôn, bản mới nhất luôn, nó có nhiều tính năng và nó render sẽ nhanh hơn. Rồi các bạn gõ download Cường EiT đó, rồi các bạn kéo xuống đâu rồi ta, thôi không có, các bạn bỏ số 9 đi, cứ gõ ProShow download thôi, Cường EiT thôi. Tôi không thấy cả. Rồi số 8, rồi số 9, không có thì vào kênh của mình mà tải luôn, Cường EiT này nha. Các bạn vào kênh luôn, tải trực tiếp, không có thì vào kênh. Các bạn kéo xuống này, ở cái mục mà hướng dẫn ProShow trọn bộ này, click vào đây luôn. Rồi ở trong cái danh sách này này, kéo xuống cuối cùng luôn, đây hướng dẫn cài đặt ProShow 56789 nè, click vào cái clip này là nên làm Rồi bên dưới trong cái phần mô tả click vào Show More, và ở đây đây cái bảng chính đây, click vào link. Rồi tương tự như tải Photoshop vậy đó, thì cũng đợi 5 giây nhấn skip lại nha. Rồi các bạn nào thấy tốn thời gian cái phần mà tải này, hoặc là máy bạn có cài sẵn rồi đó, các bạn có thể lướt qua cái phần này chỉ tầm cỡ 2-3 phút thôi, bạn lướt qua cho nó nhanh, coi mình làm cho nó vào bắt tay vào làm luôn cho nó nhanh lại. Còn bạn nào chưa có cài trên máy muốn làm một cái intro giống vậy thì chịu khó coi mình làm. Này mình cái trang này nó bị lỗi rồi, mình tải lại nha. Nếu mà nó không, nó bật lên mà nó không hiện giống cái trang của mình á, các bạn click vào lại cái link mà dưới clip hồi nãy á, rồi xong rồi rồi làm lại thôi, làm lại từ đầu thôi đó, nó sẽ hiện. Cứ làm cũng được rồi làm lại, nó dễ mấy thôi. Thất bại là mẹ thành công mà. Rồi click vào rồi tải y chang như nãy luôn đó, tải về. Rồi ProShow, rồi phần mềm Photoshop này để chỉnh sửa những cái file chữ á. Rồi còn ProShow để mà xuất video. Rồi tiếp theo nữa là cái nguồn project của nó. Các bạn không có cái nguồn project này các bạn cũng không có làm được đâu. Thì cái nguồn này chỉ share chính thức trên cái kênh YouTube của mình thôi nha. Bởi vì cái phiên bản rồi sau này chỉ có mình cover lại thôi. Còn cơ bản thì cái này là nằm ở trên bản After Effects. Cái này có trên After Effects trước, nhưng mà chỉ có một mình cover lại thành rồi sau thôi. Bởi vì cái After Effects cực kỳ nặng luôn. Các bạn máy mà cỡ i3 đồ á, i3 đổ lại á, các bạn render từ tối 12 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng các bạn chỉ render được khoảng cỡ tầm mấy chục giây à, tầm cỡ hai mấy giây à, là không render nổi nữa, nó cực kỳ nặng luôn. Rồi các bạn, còn cái phần bên rồi sau này nó rất là nhẹ luôn, các bạn render và xuất video hoàn chỉnh làm xong nó khoảng chỉ có mười mấy phút là xong thôi. Rồi các bạn tải về nha, tải về. Rồi sau khi tải về á, sau khi tải về nó sẽ có cái file đây này, file tên như thế này, robot intro full ProShow by Cường EiT. Nhấn chuột phải nha, chọn extract here hoặc là extract to robot này cũng được, hai dòng cuối cùng ở này. Còn các bạn nào mà tải về mà không thấy cái hình quyển sách này á, các bạn lên phần mềm, lên Google search cài WinRAR. Do các bạn máy thiếu WinRAR là không có mở được thôi. Nó phải và extract here. Rồi có cái folder này, mở lên nha. Rồi ở đây chúng ta chỉ cần quan tâm cái mục đó là image, là ảnh này. Rồi mấy cái mục kia không cần quan tâm. Các bạn mở Photoshop lên. Khi mà các bạn cài á, nó sẽ có cái biểu tượng Photoshop ở đây này. Vì nó viết tắt có từ PCS6 đó. Nó nằm ngoài màn hình luôn, máy mình cài rồi. Rồi các bạn mở lên, các bạn vào file và chọn open, chọn cái đường dẫn này, image. Rồi ba cái test này này, test 1, 2, 3 mở hết luôn. Rồi nhấn open. Rồi xong. Rồi mình sẽ chỉnh sửa từng cái nha. Bây giờ chỉnh sửa cái phần này. Tên này các bạn đổi thành tên của chính mình cũng được, các bạn còn click double vào. Rồi nó hiện cái gì nhấn don't show thôi, no. Rồi ở đây đặt cái tên. Ok, cái này nó báo lỗi tiếng Phong thôi. Ở đây cái tên các bạn nhớ đặt tên sao cho nó khớp với lại cái rồi thôi ví dụ như mình đặt tên Cường FA đi. Đó, Cường FA đó. Ví dụ như các bạn mà quá dài á, dài ví dụ như dài Nguyễn Thị FA đây chẳng hạn đó, nó sẽ chè hết đúng không? Các bạn nhấn phím C để cho mình phím á, phím cờ á, Cường á, giữ nguyên ALT và kéo cái chiều này nó ra đó, kéo chiều này ra. Rồi đó, nó sẽ full như thế này. Rồi điểm lưu ý các bạn chọn cái phông chữ nào mà phông chữ không đuôi á, rồi còn các bạn viết ho hết toàn bộ luôn. để không có bị mất cái phần chữ ở phía này. Chọn kiểu chữ không đuôi nha. Rồi cái này chọn phông thôi, cái này chọn phông thì các bạn tùy các bạn chọn thôi. Ở đây mình chọn đại U, bài mã UTM đi. Đó, cái phông chữ này, nó sẽ không có cái đuôi, phần đuôi này. Rồi các bạn click, các bạn để nó canh giữa cho mình, canh dưới. Rồi sau đó nhấn Ctrl S hoặc là thoát ra, nhấn Ctrl W thoát ra, yes, lưu lại. Đó, từ chỗ này tự động đổi tên luôn. Đó. Và ở chỗ này này cũng tương tự, nhấn phím C, nhấn LT, kéo sao cho nó full như thế này. Rồi nhấn OK. Tương tự âm tiếp theo. Rồi cái phần này chỉ vào cái mặt này này. Ở đây như các bạn thấy này, cái phần bóng của nó này nó đã bị lỗi cái khúc này đúng không? Nó bị chỗ có chỗ không này. Click vào cái mặt nạ, nhấn Ctrl T. Rồi chúng ta sẽ kéo. Rồi ở đây là nó là cái dải gradient ha. Phím B này, và muốn phím B đó, chọn đây là màu đen. Rồi quét một đường như thế này hết. Rồi vậy thôi, nhẹ vậy thôi. Cái này là các bạn nào mà biết cơ bản tí Photoshop đó, làm cũng không trẻ còn coi mình làm đâu, cũng dễ lắm. Rồi ở đây mình nhấn Ctrl S. Rồi xong, nhấn thoát ra một cái, xong. Cái phần này, tiếp theo phần này cũng làm tương tự nha. Click double vào và nhấn phím T. Cái này đổi kiểu chữ thôi. Cái này nó có cái biểu tượng này này, bỏ đi. Đây mình gõ lại ProShow này, show này, vn này. Ở đây mình gõ hội ProShow đi, hội ProShow. Rồi ở đây nó có cái mặt nạ, nó bị che cái mặt nạ rồi. Cái mặt nạ này các bạn bỏ nó này, các bạn nhấn vào những Shift á và click vào cái mặt nạ, tự động nó mất cái mặt nạ đi. Hoặc là bạn kéo cái mặt nạ này bỏ vào cái Shortcut này. Sao rồi? Đó, kéo cái mặt nạ bỏ vào Shortcut, delete. Đó, tự động nó mất cái mặt phần mặt nạ đây. Rồi cái này cái hội ProShow này này, nó bị mất cái phần chữ đúng không? Nó phần dấu bị mất đi. Cũng nhấn phím C cho bàn phím, giữ LT. Rồi kéo làm sao cho nó như thế này. Rồi xong, phần chữ canh L lại. Rồi xong nhấn Ctrl S lưu hoặc là click vào đây, nhấn yes một cái. Rồi nó đại khái là như thế nha. Ở đây mình nhấn Ctrl T này cho nó che cái này lại bớt đi. Rồi sau đó nhấn Ctrl S. Rồi ở đây cũng tương tự luôn. Click vào cái đầu tiên này, rồi sau đó nhấn T, biết thay chữ thôi. Ở đây mình ghi là sửa máy tính đi. Ở đây Nha Trang đi. làm lên cho nó kéo xuống một tí. Xong. Và nhấn Ctrl S lưu lại, thoát ra. Rồi cái này nhân đôi lên, cái này hơi, hơi phức tạp này nha. Cái này nhân đôi lên này, nhân đôi cái đầu tiên này, Ctrl J nhân nó lên. Sau đó đảo ngược nó lại, nhấn Ctrl T. Click chuột phải và chọn Flip Vertical như thế này. Rồi lần này mình sẽ cho nó đảo nghịch nó như thế này. Ok. Ở đây á, các bạn kéo cái mặt nạ này, chỉ vào cái mặt nạ này, nhấn Ctrl cho mình, nhấn giữ Ctrl cho mình. Đây, cái mặt nạ dưới này chứ. Giữ Ctrl này, sau đó click vào cái layer trên cùng này, tích vào mặt nạ này, rồi bỏ cái layer dưới cùng này đi. Cái này hồi mình làm nó mình quên tính cái phần nhân đôi cái layer này. Rồi tương tự nhân đôi cái layer trên cùng này lên. Ở đây cái mặt nạ này đúng không, click vào đây, clip và nhấn Ctrl nha, nó mới tạo được cái đường selection nha, tạo được cái vùng chọn như thế này. Rồi ở đây chúng ta clip vào mặt nạ, bỏ cái mặt nạ đi, xóa mặt nạ đi nha, clip lại này, rồi sau đó thì bỏ cái dấu này đi, rồi nhấn phím V. Đó. Cái này cũng tương tự. Rồi cái này các bạn đổi cái vùng chọn cho mình, Ctrl Y, đó, đổi vùng chọn. Rồi đại khái là như thế này đi nha. Các bạn chịu khó nghiên cứu thêm. Rồi, ok. Đó là xong xuôi. Và nhấn, sau đó nhấn Ctrl S cho mình lưu lại. Rồi sau đó nhấn thoát nó ra hết toàn bộ. Tiếp theo cái phần mà hai cái logo này. Rồi. Ở cái phần logo các bạn kéo nó vào. Sau đó các bạn chèn cái logo của bạn vào nha. Ở đây mình sẽ chèn cái logo mới này vào này và canh lề. Đó. Các anh làm sao cho nó hợp lý ra được. Nhấn Enter. Rồi xóa cái logo cũ ấy đi. Sau đó nhấn Ctrl F, lưu lại. Xong. Tiếp theo vẫn giữ nguyên cái cửa sổ này nha. Nhấn chuột phải, nhấn chuột phải nè, chọn Blending Option, chọn Color Overlay. Đó. Tiếp vào Color Overlay và chọn cái màu đỏ cho mình, nhớ là màu đỏ nha. Rồi ở đây mình sẽ lưu với cái tệp đó là Mask, chọn cái định dạng ảnh là PNG. Đây. Rồi, ok. Làm sao mà nó thay đổi được như thế này này là đúng thôi. Đó. Sẽ tạo hai file, một cái file là file ảnh, file logo bình thường thôi, còn cái file này là file mask, chức năng nó làm mặt nạ. Rồi là Photoshop đã làm xong hết rồi. Bây giờ mở ProShow lên, ProShow đây. Rồi chọn Open, mở project lên, nhấn nó hiện gì nhấn ok thôi. Ok chưa, nó hiện lọt phông chữ thôi, phông chữ thì đổi dễ mà. Cái này làm tốn công cái phần Photoshop thôi, còn ProShow chỉnh hết rồi, không có cần phải làm gì luôn. Các bạn cứ mở lên rồi bắt đầu render video thôi. Ở cái phần cuối video nó có cái chữ này này, bạn đổi, mở lên nha và đổi cái chữ này thôi, Cường EiT vậy. Cái này mình để tiếng Việt không giấu cho nó nhanh nha. Sửa máy tính chẳng hạn. Rồi bây giờ mình xem mẫu nha. Xong. Giờ việc làm còn lại nữa là xuất cái video ra hoàn chỉnh. Ctrl nhấn giữ vào Ctrl Shift ALT Y dài và chọn đây là 1080 60 60 fps là ok thôi. Rồi nếu mà mấy các bạn nó có kẹt rồi á, VGR thì tiếp vào đây nha, tiếp vào đây để cho cái tốc độ render được nhanh hơn. Cái bảng chính này nó sẽ có lợi cái chỗ đó, nó sẽ tích hợp luôn cả cái tính năng của kẹt VG. Rồi render video thôi. Đây mình lưu vào màn hình đi. Xong này. Robot đây. Xong. Đó. Render nhanh mà đúng không? Cái này do máy, do mình đang bật cái chế độ là quay màn hình đó, nên là nó sẽ nặng máy hơn. Chứ bình thường là máy mình được 100 mấy. Cái nói chung là đây nhẹ lắm, làm cái này nhẹ. Đó là nội dung của bài hướng dẫn tạo cái intro robot hôm nay. Nếu mà clip thấy hay và hữu ích thì các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye, mình Cường EiT.